see. You got dynamite. That smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Chị ơi, cho em 4 cây nha chị. À, chị ơi, cái sạp này á mình mở được bao nhiêu năm rồi chị hả? 5 năm hả chị? Là chị chỉ bán ở một chỗ này thôi ạ? Dạ. À, một xiên như vậy á là chị bán bao nhiêu tiền? Ôi, nóng lắm mọi người ơi. Nóng hừng hực luôn á. À chị, một ngày á chị bán khoảng bao nhiêu cây chị hả? 200, 250, 300. Nhiều lắm mọi người. Cho mọi người nhìn đi mọi người. Trời ơi, nhìn giống như mấy trái chuối nướng đó mọi người. Nãy nhìn xa xa tưởng đâu chuối nướng không á, lại gần mới biết là nem nướng. Chị ơi, em ăn á thì em thấy cái phần nem nướng của mình á, trời ơi cay mắt quá mọi người. Vậy mà sao chị chịu nổi? Vậy mà sao chị chịu nổi hay vậy ta? Đó là bí thuật đó. Mới đầu là mình nướng máy, mình cố định cái nem về trước. Xong là mình nướng sơ qua một lần giống như cái thao nãy em thấy rồi đó. Bắt đầu mới nướng vàng một lần nữa. À, là tổng cộng á là chị nướng 3 lần nha mọi người. Chị nướng rất kỹ nha. Nhưng mà cái phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm đúng không mọi người? Mọi người thấy không? Đây là cục nem nướng nha mọi người. Cục nem nướng rất là bự. Thì Trinh cũng ăn nem nướng nhiều rồi nhưng mà chưa có ăn ở đâu mà cái cục nó bự giống vậy hết trơn á. Trời ơi, bây giờ tưởng tượng đi, cắn một miếng. Thèn thèn. Ôi, thơm lắm mọi người ơi, nhúng nhúng. Cái phần ở ngoài của nem nướng á rất là giòn nha mọi người. Nhưng ở trong á vẫn còn giữ được cái độ mềm của thịt đó. Rất là thơm luôn á, thơm ơi là thơm luôn á. Mọi người mà đứng ngay kế cái lò nướng mọi người chịu không nổi đâu. Thơm lắm. Ngon. Với lại cái lúc mà mình mua về á thì chị sẽ cắt ra. Chứ chị không có để cây gì cho mình ăn nha mọi người. Nhưng mà tại vì Trinh thấy cầm cái cây gì ăn á nhìn nó hấp dẫn hơn Trinh mới ăn vậy nè. Mọi người mà thích ăn nem nướng á mà sợ ăn không bị ngán á thì mình mua về mình ăn chung với bún hoặc là bánh mì cũng ngon nữa nha. Nhưng mà Trinh thích ăn không hơn, đã. Alo alo mọi người ơi, nếu như mọi người muốn thưởng thức món nem nướng này thì hãy đến số 57/17 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10 để thưởng thức nha. Bye bye. I'm an explosion. Nướng 3 lần. Trời ơi mọi người ơi, hỏi chị chia sẻ tâm sự thôi mà cũng khóc chảy nước mắt nãy giờ luôn á. Vậy mà vợ chồng chị đứng chịu nổi hay thiệt. Không đeo khẩu trang hay đeo kính gì luôn mọi người. Đi qua phần kết mặt diễn viên. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.